ngày 30 tháng 9 tại Berlin. Thời tiết xấu hơn, với mưa bão và gió mạnh cả buổi sáng. Cả nhóm quyết định ra lang thang tại shopping mall lớn nhất Berlin. Từ trưa đến tối, mọi người lết từ quán ăn Việt này đến quán ăn Việt khác. Trong khi các bà lượn lờ window shopping hết mall đến supermarket, thì các ông ngồi ngoài cà phê tán dóc và thậm chí là ngủ gật. Cái tiểu tiểu nó là gì giòn, vậy? Ngon lắm. Bơ bơ mà không em không bơ. Anh là chọn là mì xào hải sản con. Trong đó có gì vậy? Cô lại vừa đặt thêm một cái suất mì vịt đúng không? Thấy là cô đặt có này một cơm rang. Đây là kebab của Thổ Nhĩ Kỳ. Ừ, nó có lại kỹ dễ sợ luôn. Nó có cái bạc này là để nó hấp lại cho nó nóng lại cho nó giòn. Xong rồi dơ cho em coi một cái. Dơ cho em coi một cái, em thấy em thèm chưa? Bánh phở xào vịt. Tại vì vịt ở bên Đức này ngon quá mà toàn lạc không mà. Mới đầu order là thì làm hủ tiếu và tôm. Nhưng mà đổi lại rồi mà ăn vào thấy ngon quá. Xào tofu. Ăn vào thấy sao? Anh vào thấy là mình là sắp sửa là tu hành rồi. Anh cũng tạm được. Anh tạm được thôi. Đây là cái món vịt mì xào vịt. Nó lạ hơn ở bên Việt Nam là nó tẩm, nó chiên trước khi mà ăn cho có. Đấy cho nên ăn rất là lạ, ngon là ăn ngon. Thì thấy nó trước mắt là ăn rất là ngon. À, nhưng mà có điều nó không có làm giá, nó làm bằng cải xà lách nhưng mà cũng ok. Rồi chan thêm nước tương của Việt Nam nữa thì ăn rất là, món này rất là ngon. Chú đói thì hai người ăn tạm chung cái món này là cơm chiên tôm. Trong khi còn chờ cái món phở vịt của tớ. Nhưng mà anh mới ăn thử thì cơm chiên này cũng ok, tốt. Đúng được lắm. Thật ra là có thể cứu sống được mọi người Việt Nam mà đang là thiếu cơm và thèm phở. Hóa ơi, Hóa chưa đến thì còn ăn miếng to. Bây giờ Hóa đến thì ăn như ri. Ăn miếng to không? Ăn miếng ri này để cho biết là mình là ăn như mèo. Món nào không? Chỉ thử tí thôi. Mùa chay đâu cũng được. Anh làm em mang tiếng xấu á. À, nói sao đúng đó. Giới thiệu cho người bạn, cho anh Thắng. Cô nàng là từ Việt Nam qua lúc 8 tuổi. Là đã đi làm, bây giờ là cũng mãi mê làm ăn, chăm sóc gia đình cho mẹ già. Bây giờ quay lại thì bây giờ ai cũng có gia đình hết rồi. Bây giờ tìm một bờ vai. Mà bờ vai thì mấy giờ thường thường mấy ông thì đi tìm 20, 25 Việt Nam chứ không bao giờ tìm u 50. Người đó là có nghề nghiệp đàng hoàng, phải không? Nghề nghiệp đàng hoàng. Thư ký của bác sĩ làm này kia, làm trong bệnh viện. Đúng là chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi ủng hộ. Mà Mỹ ơi, Mỹ tiến hành, Mỹ hít trường. Nói gì chứ bên đó mà bác sĩ nha là nó nhìn cao chứ đâu có tự nhiên.
Xí Nha mà đều lọt vô ngay chỗ đó rồi là nó cũng không, tại vì lo gia đình, chỉ là mình sẽ lo gia đình giờ để mà kiếm chăm sóc mẹ rồi anh nói sao nói lớn đi. Ở bên Cali á, cái bệnh viện lớn trên cái đường từ bò xào gì? Bò xào tiêu. Bò xào tiêu ăn với cơm. Ăn thử xem đã. Bây giờ trả tiền đi đã rồi làm tính tiền. Dạ, tiền trước đi. Đưa order luôn đi. Order luôn cho là hai cái. Một cái thôi. Không không, kiểu của Dung là bây giờ Dung với Hóa ăn cái gì kêu luôn. Dung anh. Tôi lấy một phần số 11 luôn. Ok, rồi. Anh muốn ăn cơm. Bún. Đó. À, chúng tôi đang ở khách sạn quán ăn Hà Nội. À, ở khu này nó có điểm lạ là trung tâm shopping của Ba Linh mà lại có tới 3-4 tiệm người Việt. Mà một cái điểm ngộ con cái là cô người Việt nào nói chuyện cũng rất là dễ thương, cũng rất là đẹp. À, đồ ăn thì ăn được, Thì hiện giờ tụi này đang chuẩn bị ăn tối xong rồi sẽ về khách sạn ngủ một giấc để mà ngày mai sớm sẽ nhập đoàn. Cái đây nè, đây là bữa ăn dinner chúng tôi. Nhưng mà tôi thì tôi không ăn mấy, nhưng mà ông xã thì ép thì ăn. Nhưng mà tôi cho tôi về uống sữa. Tôi về uống sữa để cho có sữa. Tôi mới nói là ông xã tôi đừng ăn nhiều, tại về nhà là sữa đầy. Đầy sữa ở nhà mà tại sao ông này đi ăn cơm? Nãy lỡ vô supermarket uống hết bình rồi. Ông còn chưa uống, nói là ông uống hết bầu rồi. Bầu đâu? Uống hết bầu rồi. Không bánh bầu đâu. Bình mà. Bình ở bên Đức Ngộ có cái là bán sữa không tính lít mà không tính bình mà tính bầu. Bầu sữa. Uống liền tại chỗ không có đem về. Rồi, thì mình xong việc rồi ha. Thì mình cứ vô là nói mình ta hỏi mình là một bầu hai bầu. Thì ai bụng to, ai bụng nhiều thì uống hai bầu. Ngoài ai bụng nhỏ đó thì uống một bầu. Mà thật tình thì uống một bầu thì cũng no nê lắm rồi. Không cần uống hai bầu đâu. Cái này ăn đủ hay chứ. Bốc ở đây, bốc. Nó hơi nóng đi thôi nhá. Cái này là nước mắm đó, bó rồi nhưng mà có rồi. Chiên nước mắm. À. Salmon sushi some lemon sushi. Maybe California from Rio. Yeah. Cái này là cái gì anh ha? Cái loại này là sushi chiên hả? Sushi chiên hả? Yeah, sushi chiên. Hai chồng em cùng ăn một tô chia sẻ lúc ngọt bùi cay đắng. Có ớt cần. Đi chơi cũng cùng đi chơi rồi thôi hết lời. Đó, tôi là xin tuyên bố Lý Mỹ đã ra đi mở ký ngay một cái sang ngay liền một cái tiệm nail tên Lý Mỹ ở tầng 2 ở Mall of Berlin. À thì mọi người xin mời các người qua ủng hộ. Thịt bò xào tiêu với rau cải với cơm. Nó hơi ngọt chút xíu. Nó so với gia vị của bên mình nó hơi ngọt chút. Đây buổi chiều, bữa ăn buổi chiều tụi tôi gồm có bún bò xào thì thịt bò tương đối mềm ngon, thấy là không hợp khẩu vị của người Việt Nam.